VinFast VM5 lấy từ hãng ra thì độ gì anh em? Đây là chiếc xe VinFast VM5 thì vừa dắt từ hãng ra. Với cái dòng VinFast này thì phim cách nhiệt là từ lấy từ hãng ra chưa được tặng và chưa được trang bị, thì xe này thì bắt buộc phải dán phim cách nhiệt rồi để nó chống nắng và nó tăng cái độ thẩm mỹ cũng như là bảo vệ cái quyền riêng tư của khi mà anh em sử dụng xe. Và cái quan trọng nhất nó vẫn là cách nhiệt. Cái thứ hai mà anh em phản hồi nhiều quá đó là cái đèn của dòng VinFast VF5 này, nó là biprojector nhưng mà nó sử dụng bóng halogen, ánh sáng cho ra rất là khiêm tốn và đi buổi tối rất là tối. Đấy, ví dụ chỉ trời mưa nhẹ cái là đi coi như không thấy gì. Thì xe này bên mình đang vừa tiến hành nâng cấp xong một bộ X-Line V20 với công suất là cốt 60W pha 70W. Đấy, khi lên pha thì có tâm vàng hỗ trợ cho anh em đi trời mưa nhẹ, sương mù nhẹ rất là ok luôn. Và cái bộ này thì chi phí hiện tại nó đang có chương trình khuyến mại thì nó chỉ hơn 6 đồng thôi. Và phim cách nhiệt bên này mình dán phim cách nhiệt gói Neko của Hàn Quốc thì giá cũng loanh quanh là chưa tới 4 đồng đâu. Và xe này thì bên mình trang bị thêm một chiếc camera hành trình Xiaomi A500S, thì cái này vừa dán phim xong mình chưa gắn lên, mai mình mới gắn. Đó là những cái món đồ cơ bản và những món đồ cần thiết mà anh em khi sử dụng xe VF5 mà anh em cần trang bị anh em nhá.